con mẹ, đời tôi thứ đời mẹ đó là khổ rồi, cứu lấy ba đứa cho mẹ sẽ khổ thôi. Bên bờ sông Tô Lịch nồng nặc mùi su uế, đơn độc bên lề đường có một bóng hình nhỏ bé gầy gò, hàng ngày vẫn còng lưng bán từng quả trứng hộp bánh. Bà lão không ai biết tên tuổi hay lai lịch ở đâu, hay vì sao mà ở cái độ tuổi đáng lẽ phải được an yên, bà phải ngồi đây bán trứng. Chỉ biết hàng ngày bà vẫn lặng lẽ ngồi đây từ sáng đến chiều. Dạ. Bà có ba đứa con. Vâng, mấy trai mấy gái hả bà? Và với các chị lấy chồng nhưng các chị nghèo khổ. Và bây giờ mình bà là bây giờ cứ phải bươn giải. Bà có phải giúp đỡ kinh tế cho các chị không ạ? Bà không muốn nói nhiều về sự khó khăn, phải tiếp xúc thật lâu bà mới chia sẻ ít thông tin về hoàn cảnh gia đình. Được biết, các con bà đều đã lập gia đình nhưng gặp khó khăn về kinh tế. Bà ở cùng con gái đang thuê nhà bán hàng tại Cầu Giấy. Buôn bán vất vả đã 30 năm, dù sức khỏe đã yếu, bà vẫn ra đây bán trứng để mong kiếm thêm thu nhập, có tiền hỗ trợ nuôi các cháu ăn học. 30.000 một chục trứng gà, 90.000 một túi. Sau khi những hình ảnh của bà và cháu gái nhỏ bán trứng ven đường được chia sẻ mạnh mẽ trên mạng xã hội, đã có rất nhiều người tới giúp bà mua trứng. Tuy nhiên, ai đưa tiền giúp đỡ cho bà đều từ chối không nhận. Chúng tôi hay với nhiều người muốn hỗ trợ, bà đều nói, tôi chỉ bán trứng thôi, tôi không xin tiền. Cho bà tiền bà không nhận đúng không? Tạt cho bà tiền bà không bao giờ nhận. Các bà có hay mua trứng của bà không ạ? Có tài năng của bà thì em ra thôi, em thử em nghĩ cho được đi học thì em định ra tài chỗ về để học. Chúc bà một mặt lắp hàng này nhé. Chúc bà. Dạ. Con nhà hai nhà đó. Đâu, cháu xem nào. Cháu không lấy của bà đâu. Nè, đừng đi đi. Chịu hẹn đi nè, học võ rồi võ. À, con đứa thứ hai đi ạ. Vâng. Thế là đứa thứ hai à? Đứa thứ nhất thì lớp mấy rồi bà? Thứ nhất học lớp 7, nó vẫn chưa chi trả trường. À. Nó đang cháu đi học đi. À. Cháu nó đi học đi. Vẫn cho đi học. Không dối cái anh đâu. Không, cháu có bảo bà nói dối đâu. Bà năm nay là bao nhiêu tuổi rồi bà? 77 rồi. 77 tuổi ạ? Đây. Thằng nhất đây. À cháu, ba đứa cháu đi đúng không? Ba đứa cháu đi học giỏi thôi. Thương nó lắm. À các cháu đi học giỏi đúng không ạ? À thế tốt quá rồi. Thôi thì bà cố gắng để cho các cháu. Vâng bà. Các cháu có ngoan với bà không? Cháu có cháu ngoan rồi. À ngoan thế là tuyệt tuyệt vời rồi bà. Ngoái chúng nó lớn, hai đứa lớn nó bảo là thôi ở gần gần trường cấp 2, cấp 1 đấy. Mẹ nói với tôi cố phải mượn anh giao giáo thứ năm hơn hai mẹ cho các cháu đi học ạ. Bán đồ ăn vặt cho thì con. Vâng. Cho con thân lớn, con thứ hai thằng thứ nhất bán đấy. À. Từ chối đâu từ không sao thì không quan học giỏi. Bán đây để cho các cháu đi học đúng không ạ? Đấy ạ.